Hello, xin chào anh em, MeGame đã quay trở lại rồi đây. Cuộc chiến giữa hai phe Cameraman và Skibidi Toilet đang mỗi lúc một gây cấn hơn. Sự xuất hiện của Titan TV Man đã gần như đảo chiều hoàn toàn cục diện. Mọi thứ mà lũ Skibidi nghĩ ra để bị Titan TV khắc chế và đánh bại. Xem ra chiến thắng cuối cùng cho lũ quái vật Toilet đã không còn xa nữa. Sau hai video, anh em đã biết được câu chuyện cũng như là chi tiết sức mạnh của từng loại Skibidi Toilet, cũng như là các binh chủng của Cameraman, Speakerman và TV Man. Nhưng có một thứ anh em chắc chắn chưa biết, đó chính là những chi tiết ẩn xuất hiện thoáng qua trong mỗi tập Skibidi Toilet. Chúng là những bí ẩn và anh em không bao giờ ngờ tới, kiểu như sự xuất hiện của TV Man đã được hé lộ từ rất lâu trước khi chính thức xuất hiện. Và sắp tới, một thế lực đang chuẩn bị xuất hiện, đó chính là các PC Man, những người vẫn đang đứng ngoài theo dõi cuộc chiến từ đầu đến giờ. Và vẫn còn rất nhiều bí ẩn khác mà MeGame tôi sẽ phân tích trong video ngày hôm nay. Nghe hấp dẫn chưa nào? Sau đây là toàn bộ những bí ẩn trong gần 50 tập Skibidi Toilet mà MeGame tôi đã tìm được. Chắc tầm 40 bí ẩn đấy anh em ạ, nên là cho tôi xin tầm 13 phút nha. Anh em xem xong video mà ấn đăng ký thì MeGame tôi sẽ gia nhập đội quân Cameraman và để tiêu diệt lũ Skibidi, chuẩn bị cho sự xuất hiện của MeGame Man, người sẽ đánh bại G-Man Skibidi Toilet. Nếu muốn lũ quái vật bồn cầu bị đánh bại, hãy ấn đăng ký cho MeGame tôi nhé. Còn giờ thì mình cùng vào video thôi. Anh em có còn nhớ mỗi khi các Speakerman xuất hiện thì họ cũng phát một bài quốc ca, đó chính là Everybody Wants to Rule the World do nhóm nhạc Tears for Fears trình bày không? Thực tế thì ngay từ tập 1, sự xuất hiện của các Speakerman đã được dự báo từ trước. Đó là bức ảnh được treo bên ngoài toilet này, nó được cắt ra từ MV của bài hát I Believe cũng do nhóm Tears for Fears trình bày. Trong tập 4, khi lũ Skibidi xuất hiện ở nhà hàng thì anh em có để ý rằng các thực khách đang ngồi trên bồn cầu và ăn phần của chính họ không? Ê ôi, gớm thế nhở? Trong số những thực khách, chúng ta còn có thể phát hiện ra một người đang không mặc quần áo và ngồi chung bàn với anh ta chính là G-Man Skibidi Toilet, lúc này còn ở hình dạng con người. Trong tập 5, khi lực lượng quân đội của loài người đang được huy động để đối phó với lũ quái vật bồn cầu thì có một người rất là vui mừng trước sự xuất hiện của chúng. Đó chính là G-Man Skibidi Toilet, lão ta khi đó vẫn còn là con người và khi lũ Skibidi xuất hiện, lão ta nhảy nhót vui mừng như được mùa vậy. Lại tiếp tục là sự xuất hiện của lão G-Man, trong tập 6 ở vũ trường nơi DJ Skibidi Toilet đang chơi nhạc thì lão ta là người nhảy nhiệt nhất. Ở bức tường bên cạnh lão cũng treo poster của con Skibidi Toilet đầu tiên như là tri ân vậy. Trong vũ trường có cả Spider-Man đang quẩy cực sung. Bên cạnh lão G-Man thì một nhân vật con người khác cũng xuất hiện liên tục trong các tập của Skibidi Toilet là thanh niên Gordon Freeman, nhân vật chính của dòng game Half-Life. Cơ mà theo MeGame tôi, Gordon chỉ được thêm vào cho vui thôi. Đến những tập sau này khi Skibidi Toilet đã có câu chuyện rõ ràng hơn thì chúng ta không còn thấy nhân vật này xuất hiện nữa. Cơ mà sau này có quay trở lại không thì MeGame tôi không biết nha. Dù G-Man Skibidi Toilet đã xuất hiện trong hình dạng quái vật bồn cầu ở tập 7, thế nhưng trong tập 8, chúng ta lại được thấy gã quay về hình dạng con người. Tuy nhiên, gương mặt của hắn lúc này đã bị biến dạng hoàn toàn. Phải chăng khác với những con Skibidi khác, lão G-Man có thể chuyển đổi giữa hai hình dạng con người và quái vật bồn cầu? Đến season 3 trong tập 9, anh em có thể thấy một anh cameraman đã phá hoại đài tưởng niệm của Skibidi. Đài tưởng niệm này được lũ Skibidi dựng lên để ghi công cá thể đầu tiên của giống loài, người đã khởi xướng cuộc xâm lược thế giới loài người. Đây cũng là tập cuối mà chúng ta còn nhìn thấy con người sinh sống trong thế giới của lũ Skibidi. Những tập sau đó thì họ đều bị thay thế bởi các cameraman. Ở tập 10, các cameraman đang tiến hành những trận đánh nhỏ lẻ tấn công vào một nhà thờ của lũ Skibidi. Và nhà thờ này tiếp tục là một nơi dùng để ghi công con Skibidi Toilet đầu tiên. Anh em có thể thấy poster của nó được treo ngay trên tường. Con Skibidi giáo chủ với kích thước khổng lồ đã ăn luôn một anh cameraman trước khi bị tiêu diệt bằng cách giật nút xả bồn cầu. Đây có thể là cách mà lũ Skibidi dùng để tăng kích thước cho bản thân. Chúng cần phải ăn những sinh vật khác. Trong lúc các cameraman đang hành quân ở tập 11, thì nếu nhìn lên trên sân thượng của tòa nhà, anh em sẽ thấy một bộ xương người. Đây có thể là dấu hiệu cho việc lũ Skibidi đã tiêu diệt sạch nhân loại. Và hai con người cuối cùng còn sót lại trước khi bị lũ Skibidi thảm sát luôn chính là Gordon Freeman và người bạn của anh ta. Khác với những con Flying Giant Skibidi Toilet xuất hiện trong những tập sau này, con quái vật bồn cầu ở trong tập 13 có một thanh năng lượng giống như là pin của nó ở dưới chân. Cơ mà tính năng này cũng chẳng có lợi ích gì cả, vì con quái vật bồn cầu cũng dễ dàng bị đánh bại khi hai cameraman leo ra được sau đầu của nó và giật nước xả bồn cầu. Trong tập 16, phe cameraman bắt đầu thực hiện các kế hoạch do thám để xem lũ Skibidi đang chuẩn bị bổ sung lực lượng như thế nào. Sở dĩ họ tìm được phòng thí nghiệm của lũ Skibidi là vì nơi này có dán một tấm poster bự tràng của con Skibidi đầu tiên. Ở tập này, các cameraman đã chế ra một chiếc máy quay ngụy trang thành một chiếc bồn cầu và đột nhập vào phòng thí nghiệm. Ở đó, một con Skibidi nhà khoa học đã chuẩn bị vén màn phát minh mới nhất của lão ta. Trong số những con Skibidi làm việc ở phòng thí nghiệm thì có hai kháng thể khá là đặc biệt, đó là Skibidi mèo và Skibidi kỹ sư. Anh em có còn nhớ cái đài tưởng niệm con Skibidi đầu tiên xuất hiện ở tập 9 chứ? Đến tập 18 thì nó đã bị các cameraman phá hủy hoàn toàn rồi anh em ạ. Tập 18 cũng đánh dấu sự xuất hiện của Titan Cameraman với màn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của chiến binh Titan này. Trong video giả thuyết Skibidi Toilet thì Migento đã nói rằng nhân loại trong thế giới này đã quyết định thay đầu của họ trở thành cameraman, kiểu nếu không có đầu thì sẽ không sợ bị lây nhiễm nữa.
Vậy thì anh em có thắc mắc là khi thay đầu rồi thì cameraman ăn gì không? Hóa ra họ vẫn ăn thức ăn nước uống như người bình thường, ngồi chơi xơi nước ăn khoai tây chiên rồi bỏng ngô trong lúc Titan Cameraman làm nhiệm vụ. Tập 20 đánh dấu sự thất bại của Titan Cameraman. Dù sở hữu sức mạnh vô song có thể chịu được tia laser của G-Man Skibidi Toilet, nhưng khi con Skibidi tên lửa xuất hiện và làm vỡ khiên của Titan Cameraman, anh ta cũng phải bỏ chạy và bỏ lại lực lượng phe mình. Và không chỉ có chiếc khiên bị vỡ, Titan Cameraman còn bị cụt mất bàn tay trái nữa. Sửa chữa cánh tay của Titan Cameraman là một nhân vật khá đặc biệt, đó là kỹ sư Cameraman. Nhân vật này có đôi bàn tay được thiết kế vô cùng đặc biệt, nhìn khá giống với một máy hàn kim loại. Có lẽ các kỹ sư được tạo ra với một mục đích duy nhất là sửa chữa trang thiết bị của phe Cameraman. Phe Cameraman có một lá quốc kỳ riêng, vẽ hình hệ thống máy quay ba đầu, phát ra ánh sáng màu xanh. Sau khi sửa chữa và nâng cấp Titan Cameraman, thì anh ta đã có khả năng bắn ra một quả cầu năng lượng với sức công phá cực lớn từ đầu ngón tay. Dù vậy, Titan Cameraman vẫn chưa sẵn sàng ra trận. Thế nên, các Cameraman cần sự giúp đỡ của một đồng minh khác. Chúng ta được giới thiệu với một binh chủng mới trong binh đoàn Cameraman. Đó chính là những chiến binh Speakerman. Và anh em có thể thấy trong một chi tiết thoáng qua, họ đến từ một phi thuyền nhìn khá là tân tiến. Trong binh đoàn Skibidi Toilet xuất hiện ở tập 25, thì có một vài cá thể đặc biệt như là Skibidi Toilet da đen màu xám. Một Skibidi Toilet có bồn xả nước được nâng lên cao để các Cameraman không giật nước được. Và đặc biệt nhất là một con Skibidi Toilet có thể bò lên tường mà không cần chân nhện. Trong tập 15, con Skibidi Toilet đội mũ này đã tấn công và kết liễu nhân vật chính. Thế nhưng đến tập 26, chúng ta đã có cơ hội trả thù. Cơ mặt thanh niên nhân vật chính suýt chết nếu không có Large Speakerman và Titan Speakerman đến cứu. Bên dưới cơ thể của những chiến binh Titan là gì? Đa số chúng ta sẽ nghĩ đây là những con robot khổng lồ. Thế nhưng trong tập 28, chi tiết này đã hé lộ bên dưới Titan Speakerman là một con người khổng lồ. Cơ mà tại sao trong cuộc chiến giữa Cameraman và Skibidi Toilet thì toàn là được dựa tham gia nhỉ? Có lẽ các Skibidi Woman chỉ làm việc ở hậu phương, đảm nhận các công tác hậu cần các kiểu. Tập 29 cũng là lần đầu tiên và duy nhất một Camera Woman xuất hiện. Để tạo nên một con Skibidi ký sinh, Skibidi nhà khoa học đã thí nghiệm rất nhiều lên cơ thể của các Cameraman. Anh em có thể thấy đầu Cameraman và xác của họ nằm la liệt trong nhà kho này. Khi Titan Speakerman bị ký sinh thì lò phản ứng ở giữa ngực anh ta chuyển từ màu đỏ sang màu vàng. Trong tập 33, chúng ta có thể thấy G-Man Skibidi Toilet đã mở một cuộc tấn công vào thành phố và lão ta đã phá hủy trụ sở của YouTube. Khi một Cameraman bị ký sinh thì các ngón tay của anh ta sẽ bị dài ra biến dạng vô cùng. Thế nhưng sau khi được đồng đội giải thoát, các ngón tay của anh ta đã trở lại bình thường. Và tập 34 cũng đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của các TV Man. Anh TV Man này chỉ đứng ở góc phòng và quan sát mọi việc, chứ chưa trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. TV Man cũng xuất hiện ở tập 35, khi căn cứ của phe Cameraman bị G-Man và Titan Speakerman tấn công. Các Cameraman và Speakerman không còn cách nào khác là bỏ chạy để bảo toàn lực lượng. Và trên đường chạy trốn có một anh TV Man đang đứng xem tất cả mọi việc. Trong tập 37, khẩu súng ban đầu đã được nâng cấp thành một chiếc xe tăng với uy lực mạnh hơn. Và trong lúc lực lượng Cameraman và Speakerman đang hành quân, anh em có thể thấy TV Man đang đứng trên cầu vượt để theo dõi cuộc chiến bên dưới. Dù lũ quái vật bồn cầu có sự tham gia của Skibidi Toilet Man, nó vẫn không phải là đối thủ của những anh Speakerman cục súc sau khi được giải thoát. Đến tập 39, lực lượng TV Man mới xuất đầu lộ diện và thể hiện năng lực thôi miên bá đạo của họ. Và nếu anh em tua ngược lại cảnh TV Man xuất hiện, anh em sẽ thấy anh ta đang phát ra một thông điệp là Show Must Continue. Tuyệt chiêu của các TV Man dù cực kỳ hiệu quả với lũ Skibidi Toilet, thế nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm với những người đồng đội Cameraman. Đó là lý do trong tập 40, các Cameraman phải đeo một tấm kính bảo hộ. Và thông điệp tua ngược ở tập này của các TV Man là Do What You Told. Anh em nào giỏi tiếng Anh dịch hộ tôi với nhé. Trong tập 41 thì trước khi Titan TV Man xuất hiện và tung chiêu, anh em có thể thấy anh TV Man đang nhắc những người đồng đội của mình hãy mang kính bảo hộ vào. Tập này cũng đánh dấu sự xuất hiện của một sinh vật vô cùng kỳ dị là Skibidi bồn tắm ba đầu. Chẳng biết nó có năng lực gì nữa, ăn có một đòn của TV Man là hẹo rồi. Âm thanh mà các TV Man phát chính là nhạc intro mỗi khi logo của hãng THX xuất hiện. THX là chuẩn âm được dùng để trình chiếu phim ảnh. Và thông điệp tua ngược ở tập này của các TV Man là All Toilet Will Die. Để đối phó với sức mạnh thôi miên của các TV Man, lũ Skibidi Toilet đã đeo kính mát và ngay khi thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng, các TV Man đã sủ ngay lập tức. Thông điệp tua ngược của các TV Man khi bỏ chạy là Shit Happens. Easter Egg đầu tiên, báo hiệu sự xuất hiện của các PC Man nằm ở tập 44, đó chính là chiếc bảng hiệu quảng cáo PC này. Dù lũ Skibidi được trang bị hỏa lực cực khủng, nhưng sau khi Titan TV Man được độ thêm trang bị, một mình anh quét sạch cả lũ, kèm theo đó là thông điệp tua ngược gáy rất khét You're Dead. Trong tập 45, trận đại chiến giữa hai chiến binh Titan đã diễn ra. Với công nghệ hiện đại hơn,
Titan TV Man đã bắt đầu chiếm ưu thế. Sau khi nhận thấy sức mạnh của Titan TV Man quá là khủng khiếp, Titan Speaker Man đã bỏ chạy. Titan TV Man dĩ nhiên là cay lắm rồi, thể hiện qua không điệp thua ngược của anh là I'll find you. Cũng trong tập này có một nhân vật xuất hiện thoáng qua mà chắc chắn anh em đã bỏ sót, đó là một người mặc đồ vest. Tuy nhiên vai trò của anh ta là gì thì trong tập 45 vẫn chưa tiết lộ. Trước sức mạnh quá đáng sợ của Titan TV Man, lũ Skibidi đã phải liên tục thay đổi chiến thuật và tập 46 chúng đã đưa ra vũ khí mạnh nhất được tạo ra để khắc chế hoàn toàn năng lực của TV Man. Con Skibidi Toilet này được bịt tai bằng hai cây đinh sắt, miếng che mắt là hẳn một thanh sắt lớn, chắc cũng là trong mù mắt nó luôn rồi, và nó được trang bị một chiếc camera nhỏ để quan sát. Không những thế, cánh tay máy của nó còn được trang bị một thanh sắt trông như lưỡi cưa dùng để cận chiến. Thế nhưng cái điểm yếu rõ ràng nhất là cái đầu người vẫn trơ ra đó, nên con Skibidi này dễ dàng bị Titan TV Man đánh bại. Cũng trong tập 46, người mặc đồ vest lại tiếp tục xuất hiện, theo dõi sát sao trận đánh giữa Titan TV Man và con Giant Skibidi Toilet. Đến tập 47, sau khi Titan TV Man bị lũ Skibidi đánh hội đồng và phải bỏ trốn, anh cameraman nhân vật chính, người đã đứng đó quay lại toàn bộ sự việc đã bị G-Man Skibidi tấn công. Và trong lúc anh hấp hối sắp tắt nguồn, thì anh đặc vụ trong tập 46 lại xuất hiện. Liệu có phải anh ta đang tìm cách cứu lấy thanh niên cameraman? Chúng ta đành phải đợi tập 48 thôi anh em ạ, cuộc chiến này càng lúc càng không thể đoán trước được điều gì rồi. Trong tập 47, anh em có thể thấy nhà Skibidi khoa học đã nâng cấp và cải tiến rất nhiều cho con Giant Skibidi Toilet so với con quái vật bồn cầu xuất hiện trong tập 46. Đáng kể nhất chính là nó đã được trang bị tên lửa giúp nó di chuyển linh hoạt hơn, dễ dàng tấn công và vô hiệu hóa trang bị của Titan TV Man. Lưỡi cưa cũng đã được nâng cấp toàn diện, có thể xoay tự động chứ không cần phải chém bằng cần gạt như trước. Cánh tay của lũ Skibidi giờ cũng linh hoạt vô cùng. Có thể thấy bên cạnh tên lửa thì đôi tay chính là nâng cấp khủng nhất của lũ Skibidi từ đầu đến giờ. Việc lũ Skibidi có tay thực tế đã được giới thiệu từ tập 37. Khi đó lũ Skibidi đã gắn đầu của chúng vào thân của một cameraman. Tuy nhiên đây là một thí nghiệm thất bại. Skibidi Toilet Man dễ dàng bị đánh bại bởi hai Speaker Man. Và chúng ta được thấy đôi tay của lũ Skibidi dần được cải tiến qua mỗi tập phim. Trong tập 42, anh em có thể thấy chúng đang làm quen với việc có thêm đôi tay. Trong lần đầu tiên, con Skibidi này đã bắt hụt anh cameraman. Phải đến lần thứ hai nó mới bắt dính. Sau đó chúng được tiếp tục nâng cấp trong tập 44, tuy nhiên chưa kịp thể hiện thì con Giant Skibidi Toilet này đã bị Titan TV Man tiêu diệt. Và phải đến tập 47, chúng ta mới được thấy một đôi tay hoàn chỉnh và hiệu quả của lũ Skibidi. Lời thoại ngược trong tập 47 của Titan TV Man là I think it's a trap. Điều này cho thấy Titan TV Man đã nhận ra mình đã mắc bẫy của lũ Skibidi và bị buộc phải đánh nhau với bọn chúng vì không còn đường lui. Con Skibidi ký sinh trong tập 47 đã được trang bị thêm cánh quạt trực thăng, và suýt nữa, nó đã chiếm được quyền kiểm soát của Titan TV Man nếu anh không kịp thời di chuyển. Con Skibidi trực thăng ký sinh này sẽ là một mối hiểm họa thực sự trong những tập sau vì nó có thể tự mình nhanh chóng tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào. Ok, và đó là toàn bộ những bí ẩn trong gần 50 tập Skibidi Toilet mà Big Game tôi đã tìm được. Anh em thấy hay ho thì nhớ để lại comment cũng như like share video này và nút subscribe đăng ký cho Big Game tôi nhé. Big Game sẽ lên video mới vào 18h24 mỗi tuần. Anh em nhớ đón xem với subscribe cho tôi nhé. Còn bây giờ trước khi hết video, thêm một bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Nhiều bạn hỏi tại sao Big Game lại không công chiếu nữa. Đầu tiên cũng xin lỗi anh em vì mấy nay không công chiếu trò chuyện với anh em được. Nhưng mà tôi hứa tiết mục này sẽ sớm quay lại trong một ngày gần nhất. Nhiều bạn thắc mắc tại sao Minecraft mới chỉ ra mắt được 13 năm mà Big Game tôi lại có 20 năm kinh nghiệm. Big Game tôi mà giỏi toán hơn thì chắc bây giờ không ngồi làm video cho anh em xem đâu. Anh em muốn meme của mình được lên TV thì hãy chế meme cho bạn vào hoặc đi stolen từ đâu đó rồi đăng vào group dạo linh của Big Game nhé. Mỗi lần tôi sẽ chọn một meme để lên TV vào cuối video. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18h thứ 2 từ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Cái gì quan trọng phải nói hai lần. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh em ở những video tiếp theo.